Bạn trước tiên hết thì mình sẽ xài kem primer, kem lót mặt để mà lót lên mặt của mình trước khi xài phấn nước. Và hiệu mình xài là của hiệu L'Oreal. Và nó được mang tên là Blooming Shimmer Pearl Base. Và sau đó mình sẽ dùng phấn nước của hiệu Make Up Forever được mang tên là Face and Body để mà đánh lên mặt của mình. Và mình sẽ dùng cái bông phấn để mà tán lên cái khuôn mặt của mình cho nó đều ra. Và sau đó mình sẽ dùng cái kem highlight của hiệu Benefit, nó được mang tên là High Beam, để mà highlight cái khuôn mặt của mình cho nó sáng. Và sau đó mình sẽ dùng cái loại má hồng dạng kem của hiệu MAC được mang tên là So Sweet So Easy để mà đánh lên cái má của mình. Và sau đó mình sẽ xài cái kem lock mắt của Urban Decay được mang tên là Primer Potion in Eden. Và mình sẽ dùng cái đó để mà lock lên mắt của mình. Và tiếp theo đây, cái loại eyeshadow mà mình dùng là của hiệu Urban Decay 15th Anniversary Palette. Và mình sẽ dùng cái màu Flow để mà đánh lên trên cái con mắt của mình. Và sau đó mình sẽ dùng cái màu MIA để mà đánh lên cái phía ngoài mí mắt của mình. Và sau đó mình sẽ dùng lại cái màu Flow để mà đánh bên trong cái góc của cái con mắt của mình. Và bây giờ mình sẽ dùng cái màu Vanilla để mà highlight cái trán xương của mình. Và bây giờ mình sẽ dùng cái bột kẻ mắt của MAC được mang tên là Black Track để mà kẻ lên cái viền mắt của mình. Và hôm nay mình sẽ kẻ cái eyeliner của mình cho nó nhọn ra một tí xíu. Và sau đó mình sẽ dùng cây kẻ mắt bằng nước của hiệu Maybelline được mang tên là Ultra Liner để mà kẻ lên cái viền mắt của mình. Làm như vậy thì cái eyeliner nó sẽ không có bị lem. Và sau đó mình sẽ dùng cái màu Blackout với lại cái cây cỏ xéo để mà kẻ ở dưới cái viền mắt của mình. Và mình chỉ kẻ từ bên ngoài đi vô chính giữa tí xíu thôi, là ngon. Và sau đó mình sẽ dùng cái màu Deeper với lại cái cây cỏ xéo bự hơn để mà kẻ ở dưới cái viền nước của mình. Và sau đó mình sẽ dùng cái cây bút kẻ mắt màu đen của hiệu Urban Decay để mà kẻ ở dưới cái viền mắt của mình. Và bây giờ mình sẽ dùng cái loại lông mi giả giống như vậy để mà gắn lên trên cái lông mi thật của mình. Và sau đó mình sẽ dùng cái cây chuốt mascara để mà chuốt lên cái lông mi giả của mình. Và cái hiệu mình xài là của hiệu Maybelline. Và sau đó mình sẽ dùng cái bronzer của hiệu Victoria's Secret để mà đánh lên cái sống mũi của mình cho nó cao. Now
Và sau đó mình sẽ dùng cái kem che khuyết điểm của MAC được mang tên là MAC Studio Finish Concealer, và mình sẽ dùng cái kem đó để mà đánh lên cái môi của mình. Và bây giờ mình sẽ xài hai cái màu son lì của MAC, một cái là Lickable, một cái tên là Pink Novel, nhưng mà mình sẽ xài cái màu Pink Novel trước để mà đánh lên cái môi của mình trước. Và sau đó mình sẽ dùng cái màu Lickable để mà đánh lên trên cái ở trong cái viền môi của mình. Làm như vậy có thể tạo ra một cái giống như là son xíu muội vậy đó. Và cái step cuối cùng là mình sẽ dùng cái bộ phấn của hiệu Leo L được mang tên là Sun Elastic Pack, và mình sẽ đánh cái này lên cái khuôn mặt của mình. Và ta-da! Cái look này đã xong. Xin chào các bạn, và cái look này đã xong. Mình không biết mình nên gọi cái look này là cái gì nữa. Một là mình sẽ đặt tên nó là makeup giống như là búp bê, hoặc là makeup để đi dạ hội or something like that, mình không biết. Nhưng mà mình rất hy vọng các bạn sẽ thích cái look này. Và nếu như các bạn thích cái look này thì các bạn nhớ bấm like ở dưới nha. Và nếu như các bạn muốn theo dõi về mấy cái video tiếp theo trong tương lai của mình sẽ làm, thì xin các bạn hãy bấm subscribe ở trên đây. Còn như nữa ta, đợi mình tí nha. Đúng rồi, các bạn có thích tóc mới của mình không? Nhìn được không? Còn như nữa ta, nếu như các bạn còn câu hỏi gì mà muốn hỏi Ái Như thì Ái Như sẽ để cái email của Ái Như ở ngay đây nè, đó, ngay cái chỗ này, để mà các bạn email mình hay là message mình về cái gì để các bạn message mình về những gì mà các bạn đang thắc mắc. Và mình có Facebook thì mình sẽ để nó ở dưới cái description box của mình, post của mình, cho nên các bạn nhớ bấm ở dưới để coi mấy cái gì mà các bạn cần biết ở dưới đó nha. Và mình rất hy vọng các bạn sẽ thích cái look này. Và bye bye, xin chào tạm biệt, goodbye, bye. Các bạn ơi, còn một cái này mình quên nói cho các bạn biết, còn mấy ngày nữa là sẽ qua tháng 10 là tháng Halloween. Mà nếu như các bạn không biết tháng Halloween là tháng gì thì tháng Halloween là tháng giống như là lễ cô hồn vậy đó, mình đi xin kẹo. Nhưng mà theo người Mỹ thì họ ngày 31 là Halloween á, thì họ thích đi xin kẹo, gõ cửa nhà người ta xong rồi xin kẹo họ đưa đó. Thì Halloween là lễ hóa trang. Nếu như các bạn muốn, và mình tính dạy các bạn là một cái hóa trang để mà đi chơi Halloween, thì mình trong đầu của mình bây giờ mình brainstorm được hai cái look. Cái thứ nhất là giả làm con trai, còn cái thứ hai là make up giống như một con búp bê vậy đó. Thì mình đang ở giữa, mình không biết dạy cái đó thể. Và các bạn có thể comment ở dưới để mà nói cho mình biết các bạn muốn mình dạy các bạn làm giả làm con trai hay là làm một con búp bê. Mình sẽ chờ đợi comment của các bạn. So yeah, bye.